Xin chào các bạn, hôm nay đã là ngày mùng 4 Tết rồi. Và hôm nay mình sẽ lên chùa dâng hoa cúng Phật để cầu mong cho một năm mới bình an. Các bạn cùng theo chân mình nhé. Duyên phước quá mọi người ạ. Nay trên đường đi thì mình tình cờ gặp được thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì của chùa Vàng. Vui quá nên mình đến xá chào thầy ngay. Nhân dân du khách thấy thầy cũng đến chào rồi chúc sức khỏe. Nhìn thầy bên ngoài rất gần gũi các bạn ạ. Để đến chính điện, nơi thờ tự chính của chùa thì mình đi qua một cái sân có rất nhiều cảnh đẹp. Ấn tượng nhất là hai con rồng. Nghe mọi người bảo đó là Lưỡng Long Phục Pháp Luân. Mình có quay lại hình ảnh cho mọi người xem này. Rất đẹp đúng không? Rồi đến chính điện của chùa. Vừa vào đây, người mùi trầm hương phảng phất và thấy mọi người thành tâm khấn lễ, thấy tâm mình thanh tịnh hơn rất nhiều. Rồi mình đặt hoa quả lên ban thờ và dâng lời cầu nguyện đến các vị Phật và các vị Bồ Tát. Mình cũng chẳng mong cầu gì nhiều đâu, mong cho gia đình và mọi người luôn được bình an và mọi người yêu thương nhau, biết đến Phật pháp. Vì từ khi biết đến Phật pháp, mình thấy cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn rất nhiều. Ai mà đã tu tập Phật pháp chắc chắn sẽ hiểu điều mình nói đúng không nào? Đầu năm mọi người đến chùa hướng tâm lên chư Phật, chư Bồ Tát để cầu nguyện. Nhưng có lẽ nhiều người chưa biết hết ý nghĩa của 12 pho tượng trên ban Tam Bảo tại chùa Ba Vàng. Chính vì vậy, hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu thêm về ý nghĩa của 12 pho tượng này nhé. Trên cùng là tòa Tam Thế Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, gồm Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại và Đức Phật vị lai. Vị lai có nghĩa là tương lai, có nghĩa là vô lượng, vô biên, vô số chư Phật mười phương. Bệ thứ hai là Tây Phương Tam Thánh Phật, chính giữa là tôn tượng Đức Phật A Di Đà và hai bên ngài là Đức Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Bệ thứ ba là tòa Thích Ca Tam Tôn Phật, giữa là tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca được tạc trong tư thế kiết giả vững chãi, tay đưa cao một nhành sen trắng, nét mặt an nhiên tự tại, trên môi ngài là nụ cười hiền từ. Một bên là tôn giả Đại Ca Diếp, ngài là đệ nhất đầu đà. Còn một bên là tôn giả Anan. Bệ thứ tư là ban thờ Đông Phương Tam Thánh, với chính giữa là Đức Phật Dược Sư và hai vị Đại Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Phật Dược Sư có nghĩa là vị Phật thầy thuốc, do bổn nguyện của ngài là cứu tất cả các bệnh khổ cho chúng sinh, cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Mình nghĩ việc nhà chùa bày trí tượng Dược Sư Tam Tôn Phật gồm Đức Phật Dược Sư, ngài Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, ngài Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ở cõi Đông Phương là mong muốn cho mọi người có thể hướng tâm đến các ngài để cầu sức khỏe bình an. Giới thiệu cho mọi người biết thêm ở bên dưới nhà là tòa Cửu Long với sự tích 9 dòng phun nước. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình vừa nhắc đến ở trên, Giáng sinh gõ trần mình. Còn đây là bình bát và y áo. Đây là hai pháp khí quan trọng của người xuất gia, các sư thầy, sư cô chùa Ba Vàng tu hành hạnh đầu đà theo lời Đức Phật dạy. Thế nên hai pháp bảo này là không thể thiếu. Hai lá bồ đề hai bên thờ kinh điển của Đức Phật. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn về 12 pho tượng trên ban Tam Bảo tại chùa Ba Vàng. Và mình mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn. Đầu năm mới Giáp Thìn 2024, mình xin chúc các bạn một năm mới an lành và tràn đầy hạnh phúc. Mong rằng những sở cầu nguyện thiện của các bạn sẽ sớm được thành tựu. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!